xong nha, giờ nó nóng. Kìa. Hơn đằng kia trời nó còn đen thì kìa. Đầu rồi, thiệt báo rồi. Đầu lại nhiều rồi đấy. Thiệt báo rồi, nó ấy nhỉ. Làm bóng cây chuối cái đổ hết rồi nhỉ. Đâu vậy? Đây, đổ hết chuối này. Chuối này. Qua báo này. Mẹ dầu ấy này. Nó bỏ trong mũi lò lên cao ấy nhỉ. Cao. Trời hết đi rồi. Trời là đang kéo mây đây. Này làm gì được. Mưa ấy. Chả làm gì được. Mưa to. Sợ chưa vậy? Ủa con sợ có. Nhưng qua mưa to con có biết không? Con không, con được sao? Mưa to thế mà không biết à? Không biết có bị xoáy hỏng hết dưới này không? Thì anh đi kiểm tra nhé. Con to này có xoáy á. Nó mưa nhỉ à? Mưa to thế không biết gì giờ vẫn còn buồn ngủ. Say thế bây giờ cũng ngủ. Tóc gầy thế này, tóc con gái. Gầy quá, nóng không? Nóng đấy. Mát. Để xong nha. Tóc gầy thế này. Để cục tóc rồi nha. Ôi ba ơi, đó. Đổ đổ kìa. Đây. Cây bầu đổ giữa này ba. Nè, đấy. Ồ, cây chuối đổ nữa kìa. Chuối đổ hết rồi. Toàn lũ to nhở lên tận trên này luôn này. Khoan, khoan hết món đá xuống đây này. Ôi, nước to thế. To rồi. To đấy. Cây bầu cũng đổ ra mấy cái. Cây bầu đổ hết rồi. Đấy. Đi, đi xuống xem dưới này, cái sàn dưới này, cái cột kia. Con ở đây nhá. Dạ. Con nhảy xuống đây xem mà có bị trôi cái cột dưới này không? Để xếp vào. Vâng. Đến lúc coi nhé. Vâng. Mấy kia, mấy kia, mấy kia. Đây. Đâu đây? Đây chơi. Nhìn sẵn nha. Hả? Ốm à? Hả? Ốm à? Cái gì dính ở đây? Sao có con ve nào không? Sao bẩn thế? Không. À. À. Lại đụng lên chân. Nè nè nè. Ôi trời. Ôi trời ơi. Nè nè nè. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Nè, đi chơi đi. Đi chơi đi. Đi. À, đứng dậy. Ôi, đi chơi đi. Đi chơi cùng đi luôn đi. Chị ở đây xem ba mẹ. Đi xem. Ba mẹ, đây là. Ờ. Đâu, để xem cái cột ở đây nó có bị trôi không? Ủa, nó xoáy hết rồi nhỉ. Đây, hết đá này. Ôi, trời, hết đá rồi. Ôi, trời, cái cột treo. Đây. Có một cái cột bị treo quá rồi đây. Xoáy hết đá đi thì sao nhỉ? Đấy, treo này. Ừ, đá nó bị trôi đi nhỉ? Ờ, trời lũ hôm qua nó ghê rồi đấy nhỉ? Đi ra bần đá để tê nó lại nhé. Đi, này đá chết rồi. Để nó treo này. Nó trôi hết đá đi đi rồi. Để xuống này, nó tê đá ở đây. Để xuống này. Sang đá. Chỗ này mình bằng nó để tê đá này. Đây, phải lấy mình bằng rồi. Đây, cái cột này xuống đây. Để tê đá đây. Để tê đá này. Vần hòn đá to ấy nhỉ. Tí nữa vần hòn đá to ấy nhỉ. Đây. Đi. Đi nhỉ? Mình phải chèn ở dưới này vào. Ừ. Chèn vào. Để đánh cái đá dọn xếp vào đấy nhé. Đó, đây kìa. Đây được không? Nặng nhá. Đây để anh nhắm vào nhá. Vâng. Nhá. Ừ. Đấy nhá. Vâng. Đấy. Đây. Đặt dưới nhá. Vâng. Đặt cái chân lên. Nghe này anh nhắm đây. Có ở đây. Nhìn này nhá. Xin lỗi nhá. Đây đây. Nhớ đi này. Đừng bằng này. Cái này nặng đấy. Nào. Ui không. Đây.
Của anh đây. Ôi, chơi. Cẩn thận, nó sôi cái đấy. Khênh vào hơi, nó sôi em ạ. Nào, ai bắn? Bắn nữa ạ. Này phải kê lên một tí nữa nhỉ? Vâng, phải kê lên. Thế viên nữa là được. Ôi, mấy gì cười đấy nhá. Kê bằng bằng đấy nhá. Đây này, con viên này. Ôi, bắn gì đấy, cẩn thận đi. Nó trơn luôn, đã trơn. Trời ơi, nó làm sao? Thôi đâu, để em ở bên đây nào. Đã hay trơn quá. Trời trơn rồi ngã. Phải cẩn thận chứ, sợ nỉ mưa. Trơn, đá là trơn. Đây, để lấy con đá đóng vào anh ạ. Tôi cho anh con đá. Đây. Anh đóng luôn. Thế anh lấy con đá được không? Đâu, xem. Chắc đấy anh ạ. Chắc rồi nhỉ? Chắc rồi gì? Chắc rồi đấy. Ngón tay rồi. Đây này, anh chở hòn đá này đây thì. Hòn đá đây. Mát nhỉ? Mát thật đấy. Nhìn mát đó. Mát thế. Không chưa? Chắc mới đây đi. Về đi. Thôi đây đi. Sao rồi? Cái cột kia nó bị trôi mất đá rồi. Bao giờ nghe thấy bà á? Bà đang nghe thôi. Con ạ, con lấy giấy con. Đáng hoàng thế nhỉ? Đây, con mẹ cảm ơn nhá. Con ngồi đây. Minu Miki, Minu Miki đi chơi với chị Vân hả? Chơi về cho đây con đi. Mày nó trôi mất đoạn đấy nhỉ? Vâng, trôi đồng một cái cột. Nó trôi hết thì ra đi. Con mà còn sọc cái này. Đó, tưởng cho con cho nó ăn thêm bắt. Con gì không nghi luôn. Hôm nay con đi làm gì được đâu, đằng nào cũng ở nhà nhỉ? Hay là em làm mấy cái bánh ăn nhỉ? Con gái ăn bánh không? Bánh gì? Làm bánh nhá. Làm bánh. Làm bánh ăn nhá. Làm mưa xong ấy. Làm gì làm. Ăn bánh. Thì để anh đi hái lá rồi nhé. Thì anh cắt được em đi lá nhá. Ở đấy xử lý đồ em làm. Thì để anh đi hái lá rồi. Con gái chơi nhá. Vâng. Đi đâu đấy? Em bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị đồ ra để xay đây, anh chặt đủ lá chưa? Chặt đủ đấy, để anh hơ lá nhá. Vâng, anh hơ hộ em nhá. Để làm gì đấy? Đây, mẹ đang xay để làm bánh đây. Ừ. Hay không? Cá. Đây. Hay đấy. Mẹ cho ít nước vào nè. Cho ít nước à? Nào, mẹ quay nào. Nào. Ê. Ê. Hehehe
Đây, quay lại làm bánh nha. Nặng phết nhỉ. Ừ, nặng chứ, cối đá mà con. Cối đá. Ừ. Đấy, đấy. Ôi trời ơi, nặng thế. Xoay này. Đấy, xoay. Mỗi lần cho mỹ thôi con ạ, nó mới đẹp, nó mới đều được, nó mới mịn. Gạt nó xuống nào. Cho cái nước nặng ấy. Ừ, nặng một tí. Cho cái nước nó dễ quay. Đá đấy, đấy. Cối đá mà. Nào, con thò cái đầu vào thế. Sắp được gói chứ, anh hơ một lúc ra được rồi ấy. À, còn phải nấu nữa mà anh. À đấy á. Còn quấy nữa mà. Còn nhân nữa mà. Hơ qua thôi chứ nhỉ. Thơm lá để tí gói đi. Ý, con cần để một tí. Anh hơ héo đi nhá. Hơ đi để nó dễ gói. Ê, nó chảy em ạ. Chảy chứ. Con này mẹ đổ xuống. Ê, nó chảy này mẹ. Ừ, nó chảy chứ. Để cho gạo vào đây. Để cho gạo vào. Ừ, cho nốt vào con ạ. Cái cối xay bột có nhỏ không? Nhỏ chứ anh? Hả? Vâng. Ra cho... đều. Ra đều mà. Nặng không? Nặng lắm nhưng mà nặng phết đấy. Vâng. Lấy một cái đi. Con cầm ba cái cho ba cái nia nhé. Vâng. Bây giờ nhé. Cái thằng để ba lại ấy ra. Thắt nữa. Đây ba. Đây cho ba. Đây. 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 Ôi trời, nó vào ấy rồi. Ra cái... Ra cái... Con xếp gọn vào nhé. Vâng. Đây, đây này. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Đấy, đây. Đây, đây. Đây. Đây, con xếp vào đi. Đấy, nhấn nốt cái đấy xếp vào đi. Đấy, rồi à. Xếp vào đi nhé. Chắc luôn. Không sao, tí con xé ra mà con. Vâng. Ôi, ôi. Xe vào đi con. Con xe vào. Giỏi quá gì. Tí nữa xía tình đến miếng miếng đây nhá. Ừ. Đây, 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 xong rồi.
xong rồi. Đây, cái này thì được kìa. Dạ, xem mẹ làm. Cái da, xem mẹ, mẹ ơi. Ờ, là cứ giấy nhỉ? Dạ, thế nhỉ? Dạ, thế. Hết rồi đấy. Hết rồi. Đây, đây, đây. Cái cây này nó cũng chảy hết ra đây à? Chứ phải vét à? Vét chút ăn để hết rồi này. Em mình vét ra. Mùa này đến giờ chị Hân đi học ấy. Ở con gái đi học à? Ừ. Ủa thế thay quần áo đi để ba đưa con đi học nhá. Đi vào thay con đi học về lúc nào và bánh chín thì cho về để ăn nhá. Đi thay quần áo rồi. Một cặp sách các thứ. Mẹ vét hết này ra. Ê con này, cái này. Ừ. Vào thay quần áo đi. Quần áo đi nhá. Để cặp sách đi học. Ơi chào mẹ. Ờ, đây con gái đi học nhá. Vâng. Ừ, con đưa con đi học nhá. Con đi học. Ừ, mẹ là đi làm bánh nhá. Dạ. Dạ thôi. Đi học. Đi học đi từ đi từ thôi, cẩn thận đấy. Đi học. Đi học. Các bạn. Ừ. Đi ba bạn rồi. Ra đây đi. Dạ. Ba ở đây đấy. Đây, đi. Đi từ từ thôi con. Hết quần bạ rồi. Hết rồi. Đúng. Đúng. Đó. Đúng. Đó. Đúng. 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 Đúng rồi. 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 Đúng rồi.
nào xong chưa? Chưa anh ạ, anh đưa con đi học về rồi ạ. Ừ. À đi nó có vui không? Có. Nước suối sâu uống. Ôi, không vừa mới bão xong lúc cậu à? Ừ. Cái đi nào được qua? Cõng nó qua. Cõng qua. Cổ bóc. Ừ. Đưa ra ra trường nó vui lắm. Nhá. Cô giáo ra lớp là cử lớp đón mà. Hôm nay cô giáo đón à? Ừ. Đá này có đủ không? Chắc là đủ thôi nhỉ. Đủ á? À, xong anh hộ em băng cái nhân này nhá. Nhân á? Đó băng cái này. Anh cởi áo ra. Xong rồi em băng cái nhân nhá. Đấy quá. Đá này có anh hơn được có gì quá không? Đúng rồi đó. Băng để còn xào nhân không em mới quấy được bồ. Làm xong nhân hết à? Quấy. Vâng đấy, anh hộ em băng đấy. Mình làm trước đây. Làm nào trước rồi. Cái này nhé. Cái này đấy. Thái này à? Nó vâng. Băng thế hả? Vâng, cũng không cần nhỏ lắm đâu anh ạ. Không cần nhỏ lắm á? Không, cũng cần nhỏ lắm đâu. Anh lấy cái bia này này. Em xong rồi để em đi rửa nồi để tí nữa. Đấy. Cho anh cái đấy không sợ nó rơi ra. Sợ. Để cho đi cho anh. Em đi rửa chảo cái xào nhân nhá. Ừ. Anh chưa? Anh rửa xong lá rồi à? Anh rửa xong lá rồi. Dạ. Xong rồi. Còn hành cái kia thì nữa. Anh nghe hộ em nhé. Dạ. Để đi lấy nồi thì hết. Được.
không ấy. Để em mang đi sang cho. Đâu bốc còn chưa dán này. Lấy vào đây chị em. Hấp lấy chị em. Thì ngon nhỉ. Đây, xong đấy. Rồi, rồi để anh dọn cái này. Sôi rồi không? Em để xu nước cái tí đặt rồi thêm ạ. Ừ, để anh khoắn ạ. Khuấy đều thôi nhỉ? Ừ. Tay để em đi chuẩn bị đồ để tí gói nhé. Ừ.
anh ơi. Anh không biết là em vào đi xem được chưa? Ôi, được, có thể, Đạt có thể. Được rồi. Bê ra hộ em đi. Ờ, được. Bê ra để gói đi. Để anh bê đi. Bê ra đây nhé. Đây đây. Đây đây. Đây đây. 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 Cho nhân vào giữa. Dạ. Cho nhân đi em. Vâng, anh cho nhân vào giữa, mong anh múc một lớp nó lên. Dạ. Đó. Đây này. Đó, 2 cái này. Đó, nhớ vừa vừa đúng không, nó thành nó lại lá lại không đúng không anh? Thế này nhỉ? Vâng. Không gói à? Cái này phải làm nhanh đúng không? Vâng, không phải nó nguội anh ạ. Ừ. Mùi nhân này thơm nhỉ? Thơm chứ. Cho nhiều nhân này nó ngon nhỉ? Ừ. Đẹp chưa? Ừ. Anh không làm được nhưng nó không đẹp, nó không ngọt quen. Đấy là được rồi. Nhân này rang qua nó thơm rồi đấy. Vâng. Cái này gần như là toàn chín hết rồi. Ừ. Xào chín hết rồi này. Cái bột này nó chín rồi. Vâng. Nói tí mình đồ lại một lúc nữa là được. Ừ. Mùi thơm. Thơm. Ừ. Mùi nó thế thơm nó ngon. Vâng. Mình gói nhỉ, nó không phải đẹp lắm đâu. Thế là đẹp rồi, như nào nữa anh? Thế thôi đó. Con gái thích ăn lắm đấy nhỉ. Ừ. Nè, con gái nó sướng lắm. Vâng. Nó thích ăn rồi. Giờ có ít nhân thôi em, thiếu nhân không? Không thiếu đâu anh. Để tắt à. Anh gói đẹp ghê thầy. Ừ. Mãi nó phải quen. Sao hết rồi, tí nữa. Nguội thật em ạ. Vâng, nó rất nguội đây nhỉ, nó nhanh nó nguội đấy. Dính ấy. Nó không ra này. Đẹp chưa? Ê, anh gọi cũng đẹp lắm rồi đây. Đấy. Này còn cái nữa là hết rồi đây nhỉ. Yeah. Rồi, gói nốt cái này là em xếp vào nhé. Yeah. Anh gói cái nữa là hết rồi đấy. Yeah. Em lấy nồi chưa nhé? Vâng, lấy nốt cái này, ôi để nó khô, nó còn chảy ra này. Khô rồi.
hết rồi đấy nhỉ. Nó gói rồi, xong rồi, hết rồi đây. Hết rồi. Hết chưa? Hết rồi anh ạ. Ừ. Đấy, để cho cái nữa này. Vâng. Không được điện lắm luôn. Để anh đi ngồi đây. Anh đi ngồi đây để anh xếp vào. Đây nhé. Vâng. Xếp vào đi. Ôi chết rồi anh nhỉ. Ôi đến giờ đón con. Ôi muộn rồi nhỉ. Anh đi đón con đi để em bấy nốt cho. Thế là anh đón con nhé. Vâng anh ấy đi. Chắc là mẹ đang mẹ làm đó đang ở nhà chắc thăm chín rồi đấy. À, đó. Quá. Các bạn vui không? Các bạn cô giáo. Ừ, vui lắm nhỉ. Vui lắm. Học viết. Mẹ ơi, bài rồi con gái. Vâng, con đi học bài rồi. Bánh chín cho mẹ à? Mẹ không? Vâng, có. Bánh chín chưa? Bánh gần chín rồi. Con đói. Đói ra, ừ một tí là chín rồi, xong đi là đi vào trong nhà cất cặp đi nhá. Để xong đi cất lấy nhá. Nóng không? Nóng không? Nóng. Nhưng mà gió mát đấy. Ừ, mát đấy. Thế để con đi cất cặp nhá. Ừ, thế đi cất cặp đi nhá, cất cặp không gian bánh nhá. Vâng. Hôm nay anh đi đón con nước suối giúp chưa? Giúp rồi, giúp rồi. Lúc đưa con đi học thì nó sâu. Giúp cả quần bây giờ thì sáng mẹ bây giờ đi thì nó giúp rồi. May nhờ, tớ không thấy nhờ. Ôi, em dậy rồi. Ôi, em dậy rồi ạ? Vâng. Ôi, thế anh xem nốt rồi em để em đi đón con nhá. Ừ, đi xem con đi. Xem con đi, để anh xem nốt ra. Bánh chín chưa? Nhà bê ra được rồi đấy nhà. Ừ. Hay em ăn nào. Ừ, để ba bê ra nhá. Ba, ba ơi, bánh chín ba, chưa? Chín chưa? Bánh chín rồi. Ba, bê ra đây ăn để nhà. Ba bê nhá. À, đi ra đây, đi đây con lấy ghế ra đây ngồi, lấy ghế ra đây ngồi. Vâng. Bánh nha. Đây rồi, chín đây rồi. Đây đây. Đây nào. Đây đây. Ba đi lấy cái đấy về để các bạn nhé. Ba ơi nhỉ. Ôi, ngon nhá. Ngon nhá. Thơm đấy. Mí. Ê, có cả chia nhá. Ừ, chia để tí xúc nha. Nóng nha. Nóng nha. Nóng nha. Cắt một cái. Đợi. Khoan bác bác đi. Để ba để bánh nhá. Vâng. Ngồi lại đây đi mẹ bánh nhá. À đây nè, em cầm chia để tí ăn nhá. Em cầm nhá. Đâu đâu để. Nóng không? Con đỡ nhá, để mẹ quạt cho nó nguội nè. Ôi, nóng lắm. Đây đây đây. Ê, nóng lắm. Vừa mới luộc xong nó nóng thật đấy. Nóng đấy. Quạt cho nguội nha. Ê. Thì em ăn nha. Nóng đấy. Thơm đấy. Nóng lắm. Nóng thật đấy. Nhiều chứ. Nhiều quạt nguội nha. Ôi, chú ba đợi tí tí, để tí cho chú ba xúc mâm nha. Em chú nóng ấy nhỉ. Ây. 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 Để ba gắp ra nóng nha. Nóng lắm. À.
Nóng thật đấy. Ừ, đưa. Đưa nhá. Ơ, sao mày thả thìa đi rồi? Thả thìa đi à? Để tí ăn chứ. Đấy, ta có một cái cuối cùng rồi. Rồi, hết rồi. Đấy, bắt đặt đây. À, để ba mẹ em ăn nha. Ba cần ghế rồi, ba ngồi đây. Ôi chết rồi, tôi chịu của em ghế rồi. Đây đây, mở bóc này nhá. Nào, để ba bóc nha. Lấy chè. Con lấy đi. Đó. Ba đang bóc kìa. Chờ ba bóc kìa. Đây đây, nóng lắm này. Nha, đây đây đây. Để ủ ngon chưa? Đây 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 đây, đấy. Thấy chưa? Ngon chưa? Đâu, để đâu ba xúc cơ. Vâng, xúc rồi nha. Em bé. Thế em. Em bé này không để ăn ghế à? Em đói quá, nhảy em không chờ. Nó nóng, nhảy thôi cho chị ăn trước đi. Nóng nhỉ? Ừ, chị ăn nha. Ừ, cẩn thận, nóng đấy con ơi. Nóng đấy. Nóng đấy, nóng đấy. Ngon nhỉ? Ăn đâu? Ui, ui, đâu, đây, của em. Ôi, đây. Cô Mỹ nào. Đây, nào, ngon bảo ngon nhé. Ngon nhé, nhờ. Ngon chứ. Nóng không? Không. Cái chỗ đấy gì à? Không nấu? Dạ. Ôi, ngon nè. Đây, lấy tiếp này. Nào. Đây. Ôi, ngon không? Ngon nhé nhỉ. Ngon nhỉ. Ơi, bánh không? Ngon nhé nhỉ. Đây, của mẹ đây. Nào, nóng nhá. Ôi, ngon chưa? Ngon lắm. Đây, của con gái nhá. Ăn súp cho nhá. À, ngon lắm mẹ nhỉ. Đây. Ngon chết. Ôi, đĩa. Ngon nhé nhỉ. Đây, của con gái nhá. À, ngon thế nhỉ. Ngon không? Có. Đây nè. Đây. Ngon nhỉ. Đấy, ngon không? Ngon nhé nhỉ. Đây, đây nhá. Dạ. Nào. Đây. Nhâm. Đấy, ngon không? Ngon quá nhỉ. Ba ăn đi. Ba thử nhá. Ăn xem ngon không nào? Mẹ làm ngon nhỉ. Ngon lắm. Ôi, ngon lắm. Ôi, nó yêu này. Yêu này. Đây ngon. À, mama ở đâu đây đây đây, lấy mama nhá. Ừ đây. Nào. Mama. Ồ, hạt xin à. Ngon nhỉ. Ngon quá. Đây một con gái. Đây em một cá. Đây. Đây con gái. À. Ba ăn đi. Rồi để ba ăn miếng nhá. Ồ, ba ăn ngon chưa? Ngon quá. Ngon bánh. Mama. Đây. Đây hết ba bóc nhá. À. Ba ăn đi. Ba ăn nha. Đây hết rồi. Ăn được cái nữa nhá. Ba bóc đi. Ba bóc mắm nhá. Nóng đấy. Nóng nhiều bạn kia.